Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì thường thường thì mình mua cây phong thủy thì mình coi về tuổi. Thì hôm nay thì mình xin giới thiệu với tất cả mọi người cây phong thủy của tuổi Thanh nha. Tuổi Thanh thì thường thường là mình xài cây tùng, một tuổi xài một cây thôi nha. Còn cái mạng thì một mạng mình xài có thể mấy cây, và hôm nay mình giới thiệu cái tuổi thôi. Hôm nay tuổi Thanh thì đó có cây tùng. Thì hôm nay thì mình có về cái cây tùng thì mình sẽ giới thiệu với tất cả mọi người nha. Cây tùng thì nó có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng mà là nhập trực tiếp từ Trung Quốc về đây. Cho nên là nó sống trong nhà thoải mái, nó sống chất sống da gì dễ chăm sóc nữa. Hôm nay mình xin giới thiệu tất cả mọi người. Thì ở Trung Quốc á, thì người ta ví cái tùng nè cũng như là bậc chính nhân quân tử và sự vững chãi của người đàn ông. Còn ở Việt Nam mình á, thì cái tùng này giống như người ta nói là vững như cái tùng cây bách vậy đó. Mình xin tuổi Thanh mình xin cái tùng này trong nhà thì cái sự nghiệp của mình nó được thanh thông, được làm ăn mình nó suôn sẻ thuận lợi. Còn nói về cái cách chăm sóc ha, chăm sóc thì cái tùng nó là cái giống là thân gỗ, sống được ở cái khí hậu gọi là khắc nghiệt hơn những cây khác, nó chịu khô tốt. Mình chăm sóc mình tưới nước ít thôi, tưới vào gốc, phân bón thì mình có thể xài bất cứ là phân nào dành cho cây bón lá. Nhưng mà cửa hàng em thì nó có riêng thì cây phân nhận về riêng cho nó luôn. Cho nên là ví dụ anh chị em nào mà dành ở quận 6 thì lại đây mua phân bán bình thường ha, mua phân thân cũng có, mà ngoài cây tùng nó có nhiều dạng lắm. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả mọi người là nhiều loại tùng nha. Đầu tiên trước mặt mình đây là cây gọi là cây tiên tùng. Tiên tùng thì nó có cái dáng là một thân, cái này là nó chưa có trổ ra cái gốc này mọi người, cho nên là cái này là nguyên chậu là em nhập của Trung Quốc nha, không có dấu nha. Nguyên chậu này nhập của Trung Quốc, hai chậu này là của Trung Quốc. Có những cái cây lớn nữa nhưng mà cây lớn nó chưa có về đợt này, thì cây Trung Quốc người ta làm sẵn hết cho mình. Người chậu thì đây cho nên nó có cái mô hình gọi là nó hơi cổ kính hơn với bình thường nha, nó mang cái hướng gì đó cũng là Trung Hoa chút xíu. Để đem về được một cặp này là mới về, mới cuối thùng mà nhiều luôn đó, sống trong nhà thoải mái luôn. Đây cũng là một dạng tùng, mỹ tùng, cái này cũng là của vùng dạng của Trung Quốc luôn nha. Cái này cam gan nước ra luôn. Tùng thì mình có dạng lớn, dạng nhỏ, cái này cũng là dạng chung thôi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cái dạng nhỏ này nha. Nhỏ mini nhất là cái dạng này nha. Cái này người ta gọi là tùng La Hán hoặc là vạn niên tùng cũng là nó luôn nha, tùy vào cái cách mình kêu thôi. Rồi qua đây. Đây. Còn mình giờ lấy cái chậu mini để bàn, cái này là chiếc nhánh thôi nha mọi người, nhưng mà là nguyên thân nha, nhưng mà nó sống tốt bình thường nó ra dễ lắm nè. Cái này cũng dành cho tiểu cẩm nhỏ, mình để bàn hoặc là kệ sắp nhỏ 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 đây. Mấy cái lam á, mấy cái nhang cầu thang á, để lên bình thường nha. Cái này gọi là tùng bồng lai nha. Nó có cây lớn rồi nữa nhưng mà cái này nó sai để bàn thôi ha. Cái này có thể là đem lựa chỗ khác mình trồng vô, lựa cây chậu đi trồng vô. Đây cũng là thủy tùng giống như là kia nhưng mà người ta làm đặt nguyên chậu luôn nha. Mình xin nhắc lại tất cả mọi người là những cái tùng ở cửa hàng mình là đa số là của Trung Quốc nha. Mình nhập từ Trung Quốc về không có hàng Trung Quốc làm dở nha mọi người, riêng như tay trắng hàng Trung Quốc rất là ok nha. Việt Nam cũng có nhưng mà hàng Việt Nam nó sống ở ngoài trời cây lớn á, chứ không phải là mấy cây giống vậy. Cây giống vậy thì để ở nhà mình Trung Quốc thôi nha. Đây, còn đây là có một cây này là của Việt Nam, là duy nhất có một cây một loại của Việt Nam đây. Cái này là tùng thơm nha. Tùng thơm thì người ta rút lên nó nghe cái mùi chanh xả thơm lắm, những cái mùi như mặt hà vậy đó, để trong nhà này nó diệt côn trùng tốt á. Cái này là của Việt Nam nha, sa đéc nha, độc pháp á, loài hoa sa đéc độc pháp, để trong nhà nó rất là thơm. Thì mọi người có thể chọn cái chậu này hoặc là cái chậu mẫu khác thì có thể trồng vô mọi người luôn. Đây, trong nhà có thể quay một bên đây nè, bên đây làm giới thiệu cái mẫu chậu như mà là cây nha, mình có thể lựa tất cả chậu nào mình thích trồng vô. Nãy giờ là mình sơ lược cho các bạn coi những cái mẫu tùng mà cửa hàng mình có mới nhập về ha. Rồi bây giờ mình xin nhắc lại phần nữa cách chăm sóc nha. Chăm sóc thì đây mình có cái lò phân đặc chủng của nó luôn, nhập về riêng cho cái cây nha. Mình bón thì tất cả lò cây cái tùng cũng tốt bình thường hết, một tháng mình bón một lần khoảng nửa nắp cho cây nhỏ và một nắp cho cây lớn nha. Còn nước thì khoảng 3 ngày nước một lần vô gốc là ok nha. Tất cả loại tùng thì dễ chăm sóc hết. Thì hôm nay mình xin kết thúc cái clip ở đây. Thì mọi người có thương có ủng hộ hoặc là có quan tâm gì trang trí thì nhớ đăng ký kênh và cho mình xin một like để mình góp lên cái cây nào mới thì mọi người có kịp để mà tham khảo sớm nhất nha. Xin chào mọi người, cảm ơn.